cập nhật blog, rất nhiều unit mới xuất hiện. Vì vậy, Bùm quyết định làm một đội hình sự kiện để đi map Elite. Trong đội hình này sẽ bao gồm một con unit bạn phải summon bằng vàng, đó chính là Knight of Reddit Titan Speakerman. Một con unit bạn phải mua trong shop, đó chính là Clock Woman. Và một con unit nhận được miễn phí khi bạn farm tới tier 40 của Event Pass, đó chính là Radiant Clockman. Liệu đội hình kết hợp những unit sự kiện ở ba thể loại khác nhau này có đi được Elite xa hay không? Hãy cùng Bùm xem hết video này để biết kết quả nhé. Còn bây giờ, ăn chai Sting, uống bị snack và chúng ta bắt đầu video thôi. Mong cho các bạn trở lại với kênh Bùm Romalop ngang. Rồi ok, các bạn nghe giới thiệu rồi đúng không? Với lại thêm một lý do nữa là cái con Lock Woman nữa các bạn, Bùm chưa có làm bất cứ một cái video review gì về nó, cho nên là Bùm quyết định là sẵn tiện hôm nay đem cái đội hình gồm có ba con ba thể loại summon mua bằng robot giới được tặng bằng cái việc các bạn farm tier đó đi vô Elite coi sao ha. Và để đi vô Elite thì Bùm cũng lại một lần nữa, Bùm cũng mong muốn một điều là tiếp cận gần hơn với các bạn. Có nghĩa là làm sao mà các bạn coi vô các bạn thấy nó thân thuộc, nó dễ chịu và vãi gì nữa không? Các bạn biết không? Các bạn cũng có thể cùng Bùm chơi nữa. Là sao? Bùm chơi cái đội hình này các bạn cũng có thể có đội hình này mà đúng không? Biết đâu được các bạn ở chơi hay hơn Bùm mà các bạn đi xa hơn Bùm rồi sao? Đúng không? Thế thì bây giờ chúng ta làm video xong rồi các bắt đầu chúng ta làm gì cái tiếp theo, chúng ta thử thách nhau. Ok, Bùm xài đội hình như vậy nè. Rồi đó, rồi còn các bạn cũng xài đội hình như vậy, coi đi sang Bùm hay không. Nếu đi sang Bùm búng tặng quà như này kia các kiểu, đúng chưa. Đó, vì vậy để mà tiếp cận gần các bạn đó thì Bùm sẽ không đem theo cái con DJ TV Man. Đem theo con đó nó bá quá, nó bá dữ trời quá, vậy thì nó hơi khó nghe, không dễ đâu. Thì trong cái đội hình này á, thì video về cái con Knight of Reddit Titan Speakerman với lại con Guardian Clockman đó các bạn, thì Bùm cũng có review gọi là cũng hơi kỹ rồi. Còn cái con Lock Woman này thì chưa review, nhưng mà cũng nói thiệt với các bạn, nó là một cái con unit gọi là cái gì ta, búp thôi các bạn. Cái nhiệm vụ của nó là một cái con búp, nhưng mà cái búp của nó đó hơn cái con Announcer nha. Announcer có 20% mà. Còn Bùm đọc chỉ số thì cái con này là búp cái tốc độ đánh giảm cooldown đó 22%. Nó hơn cái con Announcer một xíu. Còn cái thực tế khi mà đem vô map đó, nó có khả năng đánh người, có khả năng làm này làm kia làm sao đó. Thì các bạn đợi xíu nghe, để Bùm gọi là Bùm farm cho nó mát hết những nguồn Santa TV Man đi, rồi chúng ta gọi là vô cái phần đặc kỳ Bùm cho các bạn biết. Chào mừng các bạn đã trở lại tới quầy thứ 24. Lúc này Bùm đã farm xong tất cả những con Santa, đặt cái con Miwin ở đây để nó đếp lúc đầu, còn lép ra cầu ở đây để đếp lúc đầu đó. Giờ chúng ta tới lượt setup. Thì trong đó thì Bùm biết gì nè các bạn, cái con Knight Upgraded Titan Civic Command này đó. Ồ, cái vị trí đặt của nó bị cái vấn đề là nó xài khó lắm các bạn. Thiệt có thiệt là nó khó dữ trời lắm mà. Trong đó đó nghe các bạn, nó là một cái con unit DPS cũng không cao đâu các bạn. Đem vô Elite thì nó cũng gọi là thường thường thôi, chứ có khó lòng cao nó bao nhiêu các bạn biết không? Chỉ có 36 thôi. Nhưng mà cái con Guardian Clockman đó các bạn, cái con quỷ yêu này nè, trời ơi nó mới ghê. Các bạn biết DPS nó bao nhiêu không các bạn? Trời ơi xuyên nha các bạn, DPS 45.000. Nhưng mà nó còn có xì lâu nữa nghe. Chỉ có điều là tất cả những cái con mà mình đem theo đó là không có chống tuần thôi các bạn. Thôi thì đầu tiên thì chúng ta chưa có biết gì, cho nên là chúng ta đặt dài dài con cái nghe các bạn. Ôi ôi quỷ yêu cái này upgrade này nó tốn diện tích quá. Thôi cái Bùm đặt thêm cái con Guardian đây nữa ha. Bùm định là nó đây nè các bạn, nó xéo lên đây nè. Hy vọng là nó làm ok, làm ổn định nha. Đó, ta đặt rồi. Cái con này là con bóp, cho nên là Bùm quyết định là Bùm đặt gọi là ngay cái vị trí này. Nhưng mà bây giờ gì đi, chúng ta gọi là đặt nó đây. Chưa Bùm chưa có gì view cái con Clock Woman này bao giờ, cho nên là sẵn đây ngồi review cho các bạn luôn. Nó là một cái con unit búp, nhưng nghe các bạn, có đam rất là toẹt vời luôn các bạn. Nè nhìn giúp Bùm nè, mới xây xuống 600 tiền là đam bao nhiêu 750. Cái tầm đánh của nó 27.5, cooldown 0.5, nhưng ở trong cái vòng tròn màu vàng này nè các bạn, nó có thể boost cooldown cho những cái con unit xung quanh đó 20%. 10 bảy mã nó tàu lâu 10% giảm tốc độ đánh đi 10%. Oxy kê ổn xì đỉnh mà hết chưa hết đâu, hết người ta nhiêu đó là ba cái chuyện bình thường với người ta. Cái chuyện quan trọng hơn là người ta có cái gì, tỷ lệ xì tên toilet các bạn.
ý xôi, được lắm luôn. Được lắm luôn đó các bạn. Rồi đó là level 1 của gần lốc quy mạnh nha các bạn. Up lên level 2 lúc này là nhiều 83.000. Ôi ôi, coi lúc này nè, quá trời phát sáng, quá trời rực lửa luôn rồi. Đẹp dê dê luôn rồi, trời coi kìa. Wow. Cái nón đẹp nha, cái nón đẹp. Đẹp 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 đẹp, OCK ổn xì định dữ trời lắm. Nó nhìn ta đẹp quá trời. Ra cái dáng gọi là cờ lóc woman quá trời. Còn trước đẹp nha, rồi coi sao coi. Ôi ôi, công nhận phải nói thiết kế của những cái con unit trong cái sự kiện vlog này đầu tư rất là kỹ, con nào con nấy đều đẹp hết trơn các bạn. Đẹp dữ trời lắm. Rồi đây nè, bây giờ chúng ta sẵn đây, chúng ta up lên level 3, cái chúng ta coi thay đổi ngoại hình gì không nha. Phát ê, ở dưới cái chân này, ở dưới cái thắt lưng cái bắt đầu nó có mấy cái viên đạn này kia, không biết là viên đạn gì nha. Không biết, nhưng mà lúc này nha, boost cooldown của nó là 18 rồi đó các bạn. Né, nhìn con này né. Ủa, boost cooldown 18 rồi đó. Ê các bạn ơi, khoan các bạn ơi, nãy giờ bùm bấm auto skip rồi để tiền ở đây không lọt luôn kìa. Ui ui, con gã Guardian Lock Wim này nó hả, đép được dê dê luôn trời. Cái đi đi review đi, tập trung review đi. Rồi nè nè các bạn, biết bây giờ đam nó bao nhiêu không? 6250 và cái hả cooldown 0.5, mỗi giây đánh 2 cái. Có gì tin, có gì tin nha. Tầm đánh sò. Ôi coi cái tầm đánh của người ta kìa. Ôi ôi, chưa hề mát luôn, chưa hề mát luôn. Rồi ôi, quá xa, quá trời xa luôn. Thì cái con này là một cái sự kết hợp giữa cái con announcer với lại cái con gì các bạn biết không, con Miwin này nè. Nói chung trong cái sự kiện này thì Bùm xin dự đoán rằng là cái Elite đó các bạn, nó sẽ có rất nhiều thay đổi đó các bạn. Kể cả cái việc đi cá nhân lẫn đi hai người, nó đều có rất nhiều cái thay đổi trong cái gọi là cái quay đi được đó. Nhiều lắm, nhiều thay đổi lắm. Tại vì Bùm nói như thế này, không biết các bạn có đánh giá chung với Bùm giống như vậy không nha. Sau cái sự kiện này rồi thì gần như những cái con unit cũ đó các bạn, nó sẽ bị lãng quên. Thực tế mà nói, Bùm nói này chắc nhiều bạn nó cũng có thể là bạn sẽ buồn đó các bạn. Những cái con như con Godly mới đó các bạn, cái con mà 0.01% đó, nhiều khi nó còn mạnh hơn con Hyper và nó chiếm luôn vị trí của con Hyper ở trong Elite đó nha. Bùm đặt mua rồi, chừng nào Bùm có Bùm review cho các bạn sau. Nhưng mà Bùm đọc chỉ số với Bùm thấy các YouTuber nước ngoài review, Bùm thấy rõ ràng luôn các bạn. Cho nên là bạn nào mà chưa có tham gia sự kiện này đó, các bạn nào mà chưa chơi game đã lâu rồi không chơi game lại, Bùm nghĩ là nên chơi game lại đi. Nên chơi lại từ bây giờ đi. Rất có thể là các bạn bỏ qua sự kiện này xong các bạn hối hận cả đời luôn, không có được như vậy đâu. Thôi trở lại review con lốc quy mạnh nha các bạn. Rồi tiếp theo là từ 3 lên 4 các bạn, úp 9.000 tiền. Quá trời quá đất các bạn ơi, một con búp nha, một con búp nha. DPS 34.000 các bạn. Trời ơi, tầm đánh 60. 66 này là do có cái con lép rau câu, nó búp lép lép rau câu. Nói chung nữa là nó thực tế cái tên của nó là rép lép lép ra châu, lép ra châu, nhưng mà Bùm thích đọc là lép rau câu thì để nó cho nó thuần Việt chứ không có gì trên đó, các bạn cứ hiểu nó là con lép rau câu đi. Kệ nó. Cho nên là tầm đánh nó lên 66. Trời ơi, nó có cái cooldown boost là trừ 22%. Ổn xì định. Bạn nào mà không có con đi chày ti gì men đó, đem theo nó được không? Được, sao không được? Nó làm luôn cái nhiệm vụ là vừa búp giảm và vừa có xì tinh. Ổn, nó mạnh, ngon chứ còn gì nữa. Sao có bắn kìa. Nè, úp bắn lên quá trời, có cái súng màu vàng quá trời. Rồi quay qua nhìn con này. Chỉ có con điều Bùm thấy hơi khó chịu là những cái con unit ở trong cái cập nhật mới các bạn, không có thấy nó bắn ra cái gì hết trơn á. Như cái con này cũng là cái thằng quỷ ra đi Lockband này nè, hộ vệ này nè, cũng chỉ là đánh không khí, rồi cái viên đạn ở đây cũng không thấy đâu luôn. Nó rất có không thấy ra viên đạn thôi. Còn ngoại hình tất cả mọi thứ đều đẹp nè. Anh ta phải chi nha, bắn mà ra cái viên đạn mà vàng cái kiểu đó thì nó còn xịn nữa. Thôi ê, không ổn rồi. Rồi nói tóm lại là Bùm review xong rồi, bây giờ chúng ta tới cái việc dép nha các bạn. Dép thì bây giờ nói với các bạn nè, cái con này Upgraded Titan Speed Carmen này đó, đam nó yếu quá. Nói thiệt với các bạn nữa là chê gì thì nó cũng hơi kỳ, nhưng mà rõ ràng là đam nó yếu quá, cho nên là Bùm quyết định không xây nhiều. Bùm xây nhiều là Bùm xây nhiều cái con hộ vệ này nè các bạn. Ổn, đam rất ổn, tầm đánh rất là xa. Ôi trời ơi, tàn luôn,
tan bộ luôn. Thôi ôi, con nó đánh về đánh dè dè luôn. Trời ơi, quá trời cái tầm vậy, quá trời cái tầm. Nó bằng cái tầm của cái con lóc quy mình luôn các bạn. Ôi ơi, 60 rồi, được búp lên 10. Ý, mà người ta có cái gì? Piercing xì lâu 60 phần krem. Trời ơi, ý xời. Và nha, cái slow của nó là trên cái đường piercing đó các bạn, là nó slow hết luôn nha. Bùm, nó ví dụ như vậy nè. Khi mà các bạn đặt nó ở đây đúng không? Nó đánh một cái con toilet nè, con toilet đứng đây. Và nếu mà cái mũi tên xuyên đó nghe, mà nó xuyên ra được tới đây nè, là toàn bộ những con toilet đường thẳng này là bị slow hết luôn. Ừ, thì đó là cái điểm mạnh của nó. Nhưng con nào vượt ra ngoài cái tầm piercing của nó đó thì nó lại không slow. Cho nên đó là Bùm mới nói là cái con này nó cũng chưa chắc gì nó thay thế được cái con Astro rồi các bạn. Cũng không có nói trước được, tại vì có những khi nè, toilet nó giống như đi đường này, đi đây nè, thì các bạn đánh vô đây là nó chỉ slow được đúng một con ở đây thôi, còn những cái con đi ở đây với lại đi bên này không slow được. Trường hợp đó cũng rất có khả năng xảy ra, đúng chưa? Quá đúng luôn chứ gì đâu, nó không đúng. Cho nên nó sẽ không thuận tiện mà con Astro. Và cái gì, cái cooldown của nó không đủ nhanh để các bạn có thể là đổi target kiểu này. Nếu bạn đổi target kiểu này, nó nói chung nó chưa kịp đánh đòn một rồi các bạn đổi target thì nó cũng đâu có đổi đâu, nó mới đánh chậm mà. Đúng chưa? Thì thôi, vấn đề là cũng nói gì vậy, các bạn cũng hiểu rồi đúng không? Bây giờ chúng ta đi đến cái việc là xây cho mát cái con Guardian Clockman này lên rồi up lên đi các bạn. Úi xôi ôi. Thôi thì bây giờ cứ xây con này nha, Bùm nào quyết định Bùm xây con này nè, xây lên đi. Lúc đầu này cái đép các bạn, Bùm cũng tận dụng cái đường thẳng với cái đường chéo ở đây nè. Tận dụng đi chứ giờ không tận dụng nó là dở lắm các bạn. Phải biết cái đặc tính của từng con unit rồi mình xài nó chứ. Ê này, cho em đặt anh ơi. Ê ôi rồi lúc nó bị lát, đặt say nó không xuống, nó không xuống rồi đó, vậy đó mới được đó. Ôi thiệt tình, mình tức cái từ. Rồi xây đây luôn các bạn ơi, cứ xây lên, cứ up mát con Guardian này đi, cứ con hộ vệ này đi các bạn. Ê, tính ra đội hình này cũng được lắm nha các bạn. Bùm không có xài đi chạy ti gì mẹn nha. Quay thứ 54 rồi đúng không các bạn? Quay 54, 55 rồi đó. Auto skip và cái con toilet nó vẫn chỉ đứng ở dọc khúc ngoài này nha, chưa hề đi vô trong luôn nha. Chưa hề luôn nha các bạn. Vậy cũng được quá, còn đâu gì nữa. Ôi xây lên luôn, tập trung lại mấy anh ơi. Ê mọi người ơi, mọi người thử dự đoán coi Bùm đi tới quay nhiêu, dự đoán chơi coi Bùm đi tới quay nhiêu, coi có qua được tới quay trăm không. Đoán để lại bình luận phía dưới còn sao nha. Quá trời được luôn rồi các bạn ơi, không ngờ luôn nha. Trong cái suy nghĩ ban đầu của Bùm á, là Bùm nghĩ là đội hình này biết là mạnh rồi, nhưng mà cũng không nghĩ đó đến cái mức độ này đâu các bạn. Quay 60 rồi nghe các bạn, quay 61 nghe các bạn. Bùm xây ở dưới đây vẫn còn hai con unit nữa chưa xây nha. Thì các bạn coi wow. Toilet nó bị dồn cục, nó dính ở ngay đây y như cách mà các bạn sử dụng cái con Hyper luôn các bạn. Con Hyper nó mới có cái khả năng gọi là dồn toilet mà cái tầm quay 60 mấy mà nó kiểu như vậy các bạn. Các bạn có thấy cái con 12 triệu máu này không các bạn? Cứ nhìn giúp Bùm đi. Nó đi được đâu? Chưa có đi qua từ cái dạch này luôn nè, tới đây là sụm rồi. Ý xời, được quá gì? Ôi, mấy anh Guardian này hả? Em thích rồi, bắt đầu thích, cực kỳ thích cái con Guardian Clockman này nha. Có sự kết hợp với lại Clockwoman quá cho mạnh dễ dè luôn rồi. Ôi dạ, quá mạnh dễ dè luôn trời. Ôi, nè, mấy toilet này nó nghe nè. Thấy đội hình người ta mạnh như vậy đó, người ta làm gì? Người ta chui ngược vô trong này nè, chạy ra ngoài làm gì không biết cái rồi đó. Chạy ra không có chạy được tới đâu hết trơn, là sầm hết trơn này. Trời ơi tội nghiệp nè, 34.000 tiền đúng không? Không thèm xây luôn, cãi luôn. Thôi nó cũng phải xây các bạn ơi, nó cũng phải xây nha. Bây giờ nó chơi chứ, bây giờ người ta cũng phải xây chứ. Bây giờ Bùm để Bùm coi, bây giờ Bùm quyết định như vậy nha các bạn, bán luôn cái con này đi. Một con được rồi, một con có trong đội hình gọi là ấy được rồi. Chứ bây giờ cái con này nè nó mới mạnh nè, tự nhiên xây con đó làm gì? Xây con đó nó bị gọi là tốn đất mà nó tốn cái vị trí đẹp đó các bạn. Mà nó không có làm giấy, không làm ăn, không giải quyết được gì. Ê nữa rồi không xây được nữa rồi. Sao cái này nó cứ bị cái vấn đề này hoài ta? Sao tao tức trong bụng á trời, tức cái lồng ngực á trời. Coi kìa, định nè, định bán cái con đó. Cho xây vậy đó, tức thiệt luôn á. Rồi bây giờ Bùm xây cho mát luôn các bạn, cố gắng nha, cố gắng xây trên thẳng cái đường này nha các bạn. Rồi đây được không? Anh ơi cho em xây đường này. Không được thì đây, khoan Bùm coi cái tầm búp của con này cũng đẹp quá nè các bạn. Coi nè các bạn,
Ồ, búp ngon ghê trời. Nhưng chứ không biết với lại hết Robux nè các bạn. Thực tế là do là không phải là gì đâu, hết Robux cho nên là định mua nó dữ lắm đó, nhưng mà không có mua được, chưa có gì review được. Rồi vô đây giờ mới thấy review, thấy được quá trời quá đất luôn các bạn ơi. Ngon, ngon xịn dê dê luôn trời. Ê, ê, cho xây bên này để nó được hơn. Nếu ra cầu giờ nó ở đây, lúc đầu Bùm định để đây để nó gọi là nó giảm thiểu cái việc tuôn vô mấy cái con này. Nhưng mà Bùm nghĩ thôi, là dời vô trong đi các bạn. Chúng ta dời vô trong xíu đi. Bây giờ chúng ta làm gì là chúng ta búp đi, búp tầm đỉnh cho mấy anh ở trong này đi, chứ để ảnh ở ngoài nó không có búp được hết ở đây nè, nó cũng hơi tệ. À, thấy không? Ý sai, tầm đánh ra tối này luôn. Quá trời quá trời. Cái này mới gọi là từ nhà tới trường nè các bạn. Tới đây nè nha, người ta đánh tới đây luôn nè. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, cái bản đồ này lúc đầu á, lúc mà chơi mới chơi Enlit á, thấy cái bản đồ này rộng dữ lắm. Bây giờ từ khi có Guardian Club cái bắt đầu thấy cái bản đồ này sao lỏ quá. Thôi bản đồ quá lỏ. Tại là Enlit nên làm mở rộng cái bản đồ này ra gấp 100 lần thì nó mới xứng đáng với Guardian Club man. Trời ơi nè, đây là mới đi đúng không? Toilet mới xuất hiện đúng không? Nè, đi qua tới đây không thoát luôn, theo từng chặng đường luôn. Qua tới đây vẫn không thoát. Vừa qua được cái tầm ở đây cái bắt đầu trong bụng mở cờ gặp vui quá, thoát rồi. thoát rồi, cái tự nhiên ở đây cái bị giả cho mặt nữa. Thôi ui. Mày khỏi thoát đâu, mày khỏi thoát. Mày đi rồi. Ý sai. Ờ hên quá con dài anh tinh kỳ nó tuôn vô đống này các bạn ơi. Tại vì nè, cái đội hình này sợ tuôn lắm nha các bạn. Rất sợ con Giant tinh kỳ đó, chứ không phải sợ bình thường đâu. Ồ, nó cái con Giant tinh kỳ nó tuôn đó, không có bất cứ một cái con nào chống tuôn nha. Xài lên ấp mã luôn, xài lên ấp mã. Dư tiền này khá là nhiều đó các bạn. Thì như vậy đi các bạn. Đúng là cái đội hình của chúng ta cũng cần có phải là cái những cái nhân vật gọi là đã đưa vô rồi cũng phải cho người ta xuất hiện. Giống như đưa cái con Knight Update Titan Speakerman vô rồi phải cho người ta xuất hiện đi. Để nó đúng đội hình giống như cái mô tả video gì đồ này kia. Nhưng mà Bùm đang muốn bán luôn cái con Knight Update Titan Speakerman các bạn ơi. Mà tại vì là muốn cho đi nhanh hơn xíu các bạn. Cái con quỷ yêu này tốn slot mà nó không có làm được cái gì hết trơn á. AOE DPS thì yếu quá, 36.000. Lỏ quá, lỏ dè dè luôn rồi. Nói thôi cho nên là xin phép các bạn nha. Ra đi giùm em cái anh. Cảm ơn anh đã phục vụ chúng tôi. Cảm ơn anh rất là nhiều. Tạm biệt nha. Để đội hình màu vàng của người ta giải quyết. Để đội hình cờ lóc người ta giải quyết. Quá mạnh cái con Guardian. Các bạn biết cái gì chưa? Quay 76 rồi đó các bạn. Ôi ôi, quay 76 rồi đó các bạn. Sao nó mạnh dữ vậy? Trời có kìa. Ôi, thôi bây giờ thay đổi con Mewin vô đây luôn nha các bạn. À, cho Mewin vô đây luôn đi, cho nó ổn định lại đội hình luôn đi. Đó, cho Mewin vô đây luôn nè. Đó, up lên luôn nè. Đó, cái vị trí này đẹp nhất của Mewin. Bây giờ bán Santa được chưa các bạn? Bùm nghĩ bán được rồi đó. Bán được rồi hả? Đổi qua con này được rồi đó. Bây giờ cũng không có cần thiết phải gì cho nó quá nữa. Bây giờ khoan, đầm bóp nguồn lóc này á. Xây bên này hả các bạn? Xây bên này hả? Xây bên này bị tuôn không ta? Ui, nó không có tận dụng được cái đường thẳng này thì bây giờ chắc tận dụng đường thẳng. Đường thẳng bên này ngắn quá. Thôi kệ đi các bạn, chấp nhận đi. Nó gọi là cái gì nó cũng phải chỉ có cái tính chất tương đối của nó thôi. Nó không có tuyệt đối được các bạn. Ở đây thì cái tầm nó ra đây nó cũng hơi ít nè các bạn. Nó bắt đầu tiếp cận toilet nó cũng hơi ít đó. Nhưng mà đổi lại được cái là nó bù lại là nó giải quyết cho chúng ta phía sau luôn. Cũng được. Rồi bán luôn con Santa này ha. Rồi Bùm sẽ bổ sung thêm một cái Guardian Clockman ở đây nè. Ổn định. Rồi dư tiền quá, dư tiền rồi. Bây giờ Bùm nói với các bạn nha. Bạn nào đó mà chưa có farm cái răng Enlit đó thì vui lòng làm một cái công tác nhẹ nhàng, thiệt là nhẹ nhàng cho Bùm, đó chính là các bạn gọi là farm cái tier cho tới 40 trong cái sự kiện lót đi các bạn. Tậu cái con Guardian Clockman về rồi các bạn mới thấy cái sự bá xà đạo của nó. Quá rồi, auto skip tới quay 81 luôn rồi các bạn. Con này mà farm răng Enlit phải nói là dé dè luôn. Không có chạy đi đâu hết trời ơi. Thêm cái này nha các bạn, thêm giúp Bùm, tuy là nó slow thiệt đó nhưng mà các bạn thêm Astro cho Bùm. Thiệt, cái này là Bùm xin khuyên thiệt nha các bạn. Rồi khoan các bạn ơi, ở đây Bùm sẽ lấy một con Bùm để lát nha các bạn. Để khi đánh lát á, nó đánh vô đây nó slow lại cái đám này nè. Có dấu hiệu lọt cũng hả, tương đối thì đương nhiên rồi mọi người. Làm sao mọi người bắt nó gọi là nó cứ như vậy hoài được. Thì bây giờ đã 83 rồi còn đổi gì nữa. Chỉ có hai bơ á, mình skip qua tới quay này mà cảm giác dễ dàng với hoặc là Astro.
đúng không? Còn như vậy là nó cũng ô xì kê, ổn xì đỉnh lắm rồi. Rồi bây giờ chuyển ta dịch một số con đi các bạn. Có tròn, có lát, có quýt nịt đồ này kia, đầy đủ các thể loại luôn à, để mà gọi như là slow được con nào slow con đó à. Và từ đây các bạn cũng có thể là dễ dàng nhận định, dễ dàng đánh giá hơn về cái con unit này ha. Rồi bây giờ thì trăm mấy chục ngàn tiền thì nó dư quá rồi các bạn. Nó dư thiệt sự là nó dư rất nhiều. Chắc bùm tắt auto skip luôn các bạn. Lỡ rồi 85 vậy là được rồi nha. Bây giờ này nghe, sẵn đây bùm cho các bạn cái bài test nè. Một số bạn nói là cái con này thay thế cái con Astro đó. Thì các bạn nhìn cái cách cái toilet đi đi, các bạn sẽ hiểu rõ ràng chưa. Tuy là cái con Guardian này nè, nó cũng có slow 60%, nhưng nó chỉ slow đa mục tiêu khi nó piercing thôi. Còn nó không piercing, các bạn có nhìn thấy toilet đi rất nhanh. Nhưng đổi lại nếu mà bây giờ là các bạn full Astro đó, thì toilet nó đang đi rất chậm. Cho nên nếu mà nói là nó thay thế Astro là bùm không công nhận chuyện đó, hoặc thậm chí là bùm phản đối chuyện đó. Đó là chuyện không thể các bạn ơi. Không có thể làm như vậy được. Trời ơi, xây con lép này chậm, con Giant tên kỳ nó tuôn mất tiêu rồi. Trời, tức cái lòng ngực cái trời. Ê, hơi thốn nha các bạn. Ê, hơi thốn nha. Hồi nãy không biết quá tay không đây nè. Mấy con Giant smooth toilet này nó hơi ghê đấy mọi người ơi. Ai già nha. Ê, rồi, để con này Giant. Xem tên kỳ toilet chưa đâu, phải xử lý cho xong cái đám này. Chắc được rồi. Không sao nha, mấy anh giải quyết nó đi, giả vô mặt nó đi. Ở chỗ, lên đường, mày lên đường. Rồi, mày xong rồi. Nè, dòng cái thứ đứng trên cái đường thẳng kiểu này hả, tao xì lâu tao quánh hả, thôi quánh dê dê luôn. Quánh hả, không ai nhận ra luôn, không phải má, không phải bà, không phải ông nội cũng vậy. Tao quánh không ai nhận ra mày luôn, đừng có nói tới má nhận không ra. Còn sao nữa, còn làm gì nữa? Quá trời các bạn ơi, khi mà những cái con toilet nó đã vô cái đường thẳng rồi nha, nó vô rồi đó, nó vô ngay cái thế rồi đó. Trời ơi, nó bị giả như con không đẻ gì, xì kiếp quay nữa. Trời ơi. Nhưng mà nói gì nha, cẩn thận quay 88. Quay 88 nó có con lít. Cho nên là bầm chỉ auto skip tới quay 88 thôi các bạn. Hồi nãy á, là dám auto skip nhiều nha. Nhưng mà bây giờ là từ từ. Bây giờ là bầm phải bình tĩnh lại. Và tất cả các bạn cũng phải bình tĩnh lại. Đúng không? Khi mà cái con glitch ra đó nó chạy nhanh thì nó sẽ kéo cái đam của cái Guardian lại. Cho nên là từ từ lại, chậm lại. Dù đây cũng chỉ là một cái bài test nho nhỏ thôi các bạn. Khi mà chúng ta sử dụng unit thôi, cho nên chúng ta cũng không có thể đánh đổi được. Bùm đang muốn đi thiệt là xa để còn đấu với các bạn nữa chứ. Các bạn cũng đi cùng với Bùm mà. Đội hình này dễ, có gì đâu. Ai cũng có được cái trình lít ra chưa. Ê, nói chuyện nó cũng phải để ý lít nha các bạn. Để ý lít để bán cái con lép rau câu này á. Lép rau câu đi anh. Rất cảm ơn anh đã phục vụ nha. Đây các bạn biết sao không? Khi con lít nó chạy đó các bạn, nó sẽ chạy trên cái đường này là thì chúng ta không slow được. Nói như Bùm nói, nó chỉ có trong piercing thì cái con Guardian Clockman này nó mới giải quyết được tốt thôi các bạn. Còn nó ngoài piercing rất là khó chịu. Thấy chưa các bạn thấy chưa? Nó đi riêng kiểu này nào là nguyên đám đánh đây nè. Đám sao không có con nào bị dính gì hết trơn à. Đó. Nói gì thôi dĩ. Chạy đi, lẹ lên, đi chậm quá, đi chậm để người ta đợi trời mệt mỏi ghê trời. Ôi dễ quá bạn ơi. Nè, Ford Skeleton toilet gì đã chạy nhanh lên. Nè, trời ơi đi cái gì trời. Ui, nói chơi gì chứ mấy em mà có thấy mà cảm giác sợ hãi quá thì cũng không có gì sợ hãi trên đó. Là ví dụ giống như là cái con unit của người ta mà nó yếu đó, đó thì các em gọi là cảm giác sợ hãi. Còn người unit người ta mạnh thì không có gì sợ hãi, cái đó là điều tất nhiên nó như vậy, không có gì sợ hết trơn á, đừng sợ nha. Rồi nè, vô trong cánh gà ha, rồi còn anh này nè, anh nói em nè. Vô trong cánh gà giùm anh, nhận cái hộp cơm ha. Nhận hộp cơm xong hả, đi ăn giùm anh cái đi nha. Chưa rồi. Ngủ buồn ngủ hay gì đó, ăn trưa xong vô ngủ đi. Đi chi ra đây mệt mỏi nghe. Rồi ok, quá đơn giản. Rồi, các bạn để Bùm biểu diễn lại cho các bạn thấy về cái việc stun cái con Rock and Hot Toilet nha. Coi Bùm biểu diễn coi được không nha. Cố gắng nha, cố gắng làm được nha, đừng thất bại nha. Nè, Rock and Hot Toilet nè, nó vừa đi qua đây mà các bạn nó thấy nó giơ cái súng lên nó bắn đúng không các bạn. Là các bạn bán nha. Đây, chưa, người ta chưa bắn. Rồi nè, các bạn nè, nó giơ cái súng lên bắn nè. Đó, các bạn xây gần sao. Được chưa? Thấy chưa? Ý sai đó. Tới bây giờ chưa sửa lỗi luôn các bạn. Cập nhật qua tới cái gọi là cái clock rồi. Cái con Rock and Hot Toilet ở quay 90 vẫn cứ bị stun luôn các bạn.
không có thoát khỏi cái việc stun. Sao kỳ vậy ta? Cái này chắc là tính năng của admin rồi cho nên để lại hoài vậy quá. Ôi ôi, không chịu sửa luôn các bạn. Để hoài luôn, để hoài, để quỷ luôn. Ôi thôi, nếu để hoài thì xin được cướp. Chứ bây giờ cái con quỷ yêu này hả, 90 triệu máu rồi cũng khó chịu lắm. Đi không có dễ cho nên là chắc là tính năng. Chắc là tính năng, admin muốn cho tính năng rồi này kia các kiểu cho hả người chơi dễ dàng hơn. Xin cảm ơn và xin đa tạ. Nè các bạn thấy cái quay 95 này hả, xuất hiện hả 10 con lít. Các bạn thấy hả Guardian giải quyết dễ không các bạn? Rất là đơn giản luôn các bạn. Nói chung á là hả, những cái con đầu này á, nó sẽ bị slow, thì những con sau nếu mà nó có chạy nhanh lên đó, nó hòa chung với cái việc slow lại đó, có nghĩa là nó bị dồn cục đó các bạn. Thì giải quyết nó rất là đơn giản, chỉ có một cái thứ gọi là nó phức tạp thôi, là không hiểu tại sao cái thằng Rock Gần Hết Toilet này nó vẫn còn lì, nó còn đứng đây. Người ta vô, người ta nhận hộp cơm, người ta vô cánh gà, người ta ngủ, người ta nghỉ, người ta ăn, người ta ỉa hết rồi. Ảnh còn ở đây, ảnh đứng hoài luôn, đứng như tượng luôn. Trời ơi, không biết trả cách xe cho anh bao nhiêu tiền mà hả? Anh đứng quá trời lâu rồi anh ơi. Yêu nghề dễ sợ, coi cái mặt kìa. Trời ơi, cái mặt thấy ghét mà yêu nghề dễ sợ nha. Cũng quý anh đó, quý anh vì cái sự yêu nghề của anh đó. Đó, vừa nói xong á là hả, ở ngoài này là coi như là lít ra đi. Báo hiệu cái điều gì? Ảnh sẽ còn tồn tại tới tập 96 nha các bạn. Trời ơi. Bốt coi như là con bốt lì nhất thế giới luôn. Xuất hiện ở tập 90 đứng lại đồ này kia các kiểu đồ ha. Rồi tới tập 95. Tập 95 đây nè. Là người ta lo, người ta giải quyết con Z-Buck Mutant Toilet này không à. Người ta không có để ý tới ảnh. Là ảnh vẫn đứng đó, anh đứng đó nữa nè. Nè nè nè, bầm bầm lầm tiếng nha. Chào các bạn, xin chào các bạn. Mình đi nha, mình đi nha. Nó vậy đúng không? Tao không thèm để ý tới mày rồi. Đó, xử đi không cho qua tập chính xác. Đừng đếm nhỉ. Rồi đó, đúng. Tập 95 mảnh bị giải quyết rồi nghe các bạn, chứ không phải không cho tới tập 96 nha. Thôi ôi lì giá mang, lì vé ve luôn trời. Bùm skip lần 3 quay luôn các bạn. Chơi cho tới quay gọi là 96, bùm chạy thẳng lên tới quay 98 luôn, tại vì lúc này là mình tự tin rồi các bạn. Không có cái gì gọi là khó khăn ở đây cả, tất cả mọi chuyện đều có thể giải quyết được các bạn thấy chưa? Nếu mà toilet đó nó bị dồn lại thành một cục trên một cái đường thẳng đó các bạn, thì nếu mà cái inlet này nha, thay vì nó làm giống vậy, nó làm một cái đường thẳng dọc thẳng sọc một dài cho tới cái camera temple của mình đó, rồi để đây cái khu vực đây để cho đất trống á, thay hả cái con Guardian Clockman này hả, nó đép vé dè dè luôn các bạn. Trời ơi, trừ khi nào mà nó bắt đầu nó hơi lệch đó, đam nó mới gọi là nó bị giảm lại một xíu, tại vì nó hết cái hiệu ứng piercing, không phải hết mà là không có tối đa được cái hiệu ứng piercing, thấy nó bắn xéo xéo vậy đó các bạn, nhưng mà gom lại nó vẫn bắn trúng 2-3 con nha các bạn. Nãy giờ mình quan sát là cái piercing của cái con này nè, do là nó không có đánh ra cái gì cho nên mình không có thấy rõ, nhưng mà những cái này nè các bạn có nhìn thấy không, nguyên cái đống này nè 3-4 con nè đều bị trúng nha, và nó cách đây với đây nè là cũng một tầm đó, chứ cũng không phải là ngắn lắm, nhưng vẫn trúng các bạn. Cho thấy là nó cũng OCK, nó cũng gọi là ổn xì định lắm các bạn. Ngon á. Trời ơi, bạn nào mà gọi là có thời gian farm lẹ đi các bạn, còn không có thời gian đó, biết cái chỗ mua giá rẻ rồi đúng không? Kiểm tra phần game bình luận đi các bạn. Tất cả những gì liên quan tới Toilet Tower Defense có hết. Kể cả bây giờ là cái gì? Account có sẵn răng 10 luôn nha các bạn. Ý sai, kiểm tra đi. Rồi nè các bạn nhìn nè, nó vô cái đường thẳng ở ngay chỗ này nha. Cái đường thẳng nó có chút xíu rồi các bạn, có nghĩa nè, từ đây tới đây nè, nó không hề nhiều nha các bạn, rất ngắn nè. Nhưng mà các bạn thấy không, bắt đầu nó dồn đam lại được, các bạn có thấy hả, cái lượng đam nó gây ra khủng khiếp không các bạn? Quá khủng khiếp luôn. Nhưng mà con này khi mà nó dồn xuống dưới này đó, nó bắt đầu nó chia ra rồi nó bớt lại. Nhưng mà ngay cái ngấn này nè các bạn, ngay cái ngấn chữ U này nè, ôi ôi, lượng đam gây ra quá đã luôn các bạn. Và thậm chí bầm nói nha, một chút nữa đó, lỡ toilet mà nó có đi, mà đi xa xa đường này nó nghe, vẫn bị dính rất nhiều đam nha các bạn. Cho nên đó là cầm đội hình này đó, lỡ mà nó có đi qua đây nè, thì các bạn cố gắng lấy cái con lép ra câu đó các bạn, chặn lại cho nó đừng bị stun. Còn nếu mà nó còn đánh được, đã lắm các bạn. Cầm đội hình này sướng lắm các bạn, không hề của DJ TV Man nha. Qua tới quay 99 rất là nhẹ nhàng, bùm skip lần 2-3 quay không mà ổn các bạn ơi, không có vấn đề gì xảy ra luôn á, rất là ngon luôn á. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là chúng ta cứ khen hoài cái con Guardian Clockman này các bạn, chúng ta cũng phải có cái lời khen cho cái con gọi là Clock Women nha các bạn. Với bạn nào không có DJ TV Man thì thật sự đây là một cái lựa chọn hoàn hảo để mà các bạn thay thế. Nó gọi là cái mức giá của nó rẻ hơn rất nhiều, rất 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 nhiều so với cái con DJ TV Man.
nhưng hiệu quả cộng thêm của nó các bạn đừng có tính cooldown không, hãy tính cái dam của nó. Dam cũng có DPS người ta 34.000 mà, rồi có thêm stun cho nên không phải giỡn đâu, cũng mạnh. Chỉ có điều như vậy nè các bạn, khi mà chúng ta phải đối diện với những cái thứ khó khăn hơn, đó là cái thứ gì? Boss. Phong boss 100 này nó lên tới 100 mấy chục ngàn, thì Piercin nó sẽ phát huy hiệu quả khi mà những cái con toilet nó ra theo kiểu nhiều con ha, nhiều con vào cái lượng máu của nó vừa phải. Nhưng nếu mà gặp cái trường hợp boss toilet xuất hiện với con số 114 triệu máu các bạn, thì không biết mình có giải quyết được không. Đó là cái thứ mà chúng ta quan tâm đó các bạn. Để coi cái sao ha. Chơi liều luôn các bạn. Skip quay 101 luôn. Tại vì bùm thấy gì nè các bạn. Thật ra nếu mà nó dí đánh con này đó các bạn, dí đánh không đợi lâu quá. Ê quên 101 con lít. Quên. Để bán đi. Với lại là bùm nhìn cái việc con DJ toilet nó đi đó các bạn, nó đi tới đây còn lại cái số máu này, bùm biết được là chúng ta xử lý được DJ toilet. Cho nên đó là lý do quyết định là bùm skip luôn. Giải quyết được luôn. Rồi bây giờ như vậy đi. Lúc này là có lộn xin lỗi lấy con này tuôn lại, lấy con này tuôn lại một cái. Tiền còn nhiều lắm, còn 225 lần các bạn, lấy con này nó tuôn lại một cái rồi đợi khi nào mà cái mấy con lít này đó nó bị xử lý đó, đó giống như đi xa này nè. Ơi bạn mày lấy lét là câu chặn lại khúc này. Ok chưa, đúng chưa, chuẩn chưa, quá chuẩn gì đâu, đúng chuẩn. Dễ thấy chưa, DJ toilet đi tới đây còn có 30 mấy triệu máu à. Quá dễ luôn chứ không phải dễ nữa. Không ngờ đội hình này mạnh đến vậy đó các bạn. Lúc đầu không có nghĩ đi được ở ngon lành gì đâu. Giờ nhìn lại mới thấy ui ok dữ người ta. Nhìn đi các bạn, nhìn đi các bạn. Ôi, nhìn để thấy cái sức mạnh của cái con hả hộ vệ nha. Hộ vệ Clockman, Guardian Clockman. Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời luôn các bạn. Rồi DJ toilet coi như là tắt rồi đó. Còn ở mấy con sai anh tịt này là hả, khi mà ở trên đường thẳng này bùm dự đoán luôn là tắt ở trên đường thẳng này luôn, chứ không có đi đâu được xa trên các bạn. Thậm chí là chưa qua được cái khất này luôn nè là đi rồi đó các bạn. Thấy coi cái máu nó giật kìa các bạn. Thấy chưa. Ê, đừng quẹo nha. Mày quẹo, tao dự đoán sai. Ê, trời ơi, nó quẹo một xíu. Không, chào. Anh ê, tí tờ, anh cắt bỏ cái khúc hồi nãy nó quẹo qua đây giúp em nha. Đây, nãy em gáy tào lao đó. Em nói cái con sai thịt nó không quẹo qua đường xíu á. Anh giả bộ anh tới đây nè. Anh cắt ngang. Rồi bắt đầu em hỏi em giọng. Rồi chưa, rồi xong rồi đúng không? Các bạn thấy không? Nó cái con sai anh tịt đó là nó đâu có đi đâu hồi nãy, do là cái đoạn quay bị lỗi đó các bạn. Nó đi đâu tới đây là đứt luôn. Đúng đoạn này nè, đứng đây nè. Chưa kịp quay đầu xe, chưa kịp hải quay xe bên trái bên phải gì cho nên là lậm luôn, sẫm liền luôn. Trời ơi, ngon lành. Rồi kiếp nạn tiếp theo nha các bạn. Kiếp nạn này mới là kiếp nạn lớn nè, tại vì những cái con siêu này nè các bạn, nó không bị slow nha. Nó sẽ làm giảm cái tác động đam của cái con Guardian đó. Ê, xảy qua đây. Bây giờ nó không bị slow, nó đi rất là nhanh và máu của nó không có ít các bạn. Mà nó đi riêng như vậy á, Piercin chúng ta hơi khó giải quyết. Ráng coi giải quyết được nó không nha các bạn. Mới khoảng 102 thôi mà. Chắc được đó, không có gì đâu nha. Mỗi con 30 mấy triệu máu và đều đi riêng thì gần như là các bạn phải xử từng con đó, chứ không các bạn gọi là khó có cái cơ hội mà các bạn gọi là xử chung đó. Gán anh ơi, gán hoàng 102, ít gì cũng phải lên sâu chứ, để có nhiều đây sao được, đúng không. Dạ nó đi, giả đi mấy anh. Ê, mệt rồi các bạn ơi. Mấy con quá trót kịp nó đi tới đây nó còn tới 20 mấy triệu máu lận. Mình mới xử có 3-4 con rồi các bạn. Mà bây giờ quánh một lần một con không đó nghe. Cũng phải ráng cẩn thận để nó đừng có tuôn vô đây các bạn. Tại vì cái con quỷ yêu này nè, nó tuôn nhiều dữ lắm. Một lần nó bắn ra rất là nhiều viên đạn. Cho nên đó là nó tuôn một lần đâu có phải một cái hả Guardian Lockman nó bị đâu. Nó dính một lần một núi một nồi luôn á. Cho nên là khi nó vô trong này nè, nó tuôn nhiều khi nó 5-7 con ở trong này bị dính luôn. Mười mấy triệu máu các bạn ơi. Ê, 19, 8, 7, 6, 5, gì? Không thèm nhìn. Gì vậy? Quay dễ quá. Làm en lịch khó hơn đi. Hồi tay lên rít làm en lịch giết dễ quá trời, dễ luôn trời. Quay dễ chứ trời. Làm khó lên đi. Dễ ẹt luôn á trời. Quá dễ luôn. Ê, lần này hai con đi chơi 120 mấy triệu máu nha. Không.
vẫn được các bạn ơi, tại vì á là hai cái con này nè nó đi chung với nhau các bạn, thì như Bùm nói đó, nếu mà các bạn gọi là dồn hai cái con này lại, có nghĩa là một con duy nhất mà 200 mấy chục triệu máu đó, thì có thể là nó khó. Nhưng mà nếu mà hai con giống như vậy đó các bạn, có nghĩa là hai con mà nó đi gần nhau giống vậy đó, thì cũng tương tự giống như là nó có một con các bạn, tại vì nó, chúng ta vẫn tận dụng được cái hiệu ứng xuyên của nó đó các bạn, thì tụi này nó luôn luôn đi chung với nhau mà, cho nên chắc không sao đâu các bạn. Ok ổn định. Giờ Bùm test cho các bạn coi nha. Bùm không chặn nó luôn, để Bùm cho nó đi theo một cái kiểu tự do, xem là đi tới đâu lĩa đất ha. Đây nè các bạn, nãy giờ Bùm không chặn nha, Bùm không hề chặn gì trên nha. Nó đi từ đoạn ngoài vô tới đây là coi như chỉ có tính, nếu mà tính ra nghe các bạn, chưa tới 1/2 đoạn đường, và cái máu nó về chỉ còn có 1/3 thôi các bạn, còn có 40 mấy triệu máu, thấy chưa? Không hề khó ở những cái con boss mà dạng 100 mấy chục triệu máu này nghe các bạn. Rất là dễ luôn chứ không phải khó nữa. Không phải dễ mà là rất là dễ luôn nữa. Rõ ràng chưa? Thậm chí là nó không có nhìn được tới đây luôn nè. Đấy nè, Bùm lại dự đoán lần nữa, và dự đoán lần này là đúng y như lần trước luôn nè. Nó không đi được tới đây luôn. Hai cái con đó đi đâu đâu, dài đâu đâu, tới đây là tắt rồi. Ở tới tầm đây tắt rồi, thậm chí là đi tới đây là tắt rồi. Dự đoán chuẩn cho các bạn coi nè, nhìn nè, nhìn kỹ nè, nhìn kỹ. Nhìn kỹ thiên tài tính toán đàm nè, nhìn nè. Rồi thấy không? Thấy không? Đó, con đầu tiên còn có mấy triệu rồi, coi bây giờ nè, chuẩn bị nè. Rồi, vô nhận hộp cơm nè, từ từ đi chay toilet 2.0 đầu tiên nè. Rồi nè, 1 2 3. Rồi, một hộp cơm. Rồi, còn tới con này 10 triệu máu đúng không? Đứng lại. Em mày ơi. Mày tôi nói đó, thấy không nè. 6 triệu nè, 4 5 nè. 4 nè. 3 nè. 2 nè. 1 nè. 2 hộp cơm. Giỏi giang chưa? Ở đây là sấm ấy. Nữa rồi. Quát rất là siêu nữa rồi. Lần này nó còn đông hơn lần trước nữa. Cái này đáng chặn các bạn ơi. Không có cách nào mà cách nào chặn thật là kỹ mới được các bạn. Mấy con sao rồi, kệ đi, bỏ đi đi. Ê, nó bỏ đi cái tự nhiên nó tuôn vô người mình luôn kìa. Trời ơi, mấy quỷ ác ôn đạn. Ôi ôi, tôi nữa. Mày thôi nha, mày lo đi chung ở đây đi. Ơi, tôi hoài, quỷ. Quý yêu thì chắc con đầu tiên này chắc là nó sụm rồi, cho nên là chúng ta hả ráng chúng ta hả giải ở cái khúc sau này nè các bạn. Làm sao cho cái tụi này nó đi dùng dồn với nhau một xíu á các bạn, thì cái piercing nó sẽ ok hơn. Nó chúng ta sẽ giải quyết nó cũng tận dụng được tốt hơn. Còn nó đi riêng lẻ giống như con này nè, con lẻ ở ngoài này nó rất khó chịu, thả đi chung hẳn luôn. Đứng lại bắn đúng rồi, nghe đường thẳng này bắn nhiều nè. Ê, mệt rồi các bạn ơi. Rồi. Ba này không biết cũ có đi chân có lạnh không trời ơi. Sao nó nhiều máu quá vậy? Ui. Rồi. Ba này mệt dữ rồi chứ không phải mệt bình thường nữa các bạn. Thôi bán luôn cái con miên bịch. Không bán được các bạn ơi. Từ đi các bạn. Các bạn dự đoán xem Bùm có thua ở này không nha. Để Bùm giùm gọi là hết 100% công lực để mà Bùm hả giải quyết cái quay này cho các bạn coi nè. Tất cả tụi này còn rất nhiều máu nha, nhưng Bùm sẽ cố gắng Bùm giải quyết cho các bạn, và các bạn gọi là nhìn nhận chi tiết từng phần nè. Các bạn coi cái khả năng mà Bùm gọi là Bùm nè, dùng cái con lép ra câu đó các bạn. Chết rồi, nó bắt đầu nó tuôn vô đám này rồi. Ý sao à, không thể bỏ chặn đám sau được các bạn. Đám sau nó cũng tuôn, đám đằng sau nó cũng tuôn. Chưa thể bỏ chặn. Từ từ đi. Chừng nào nó bắn bớt cái loạt đạn đó các bạn. Rồi mới bắt đầu ra đây nè. Mới bắt đầu như vậy nè. Đó. Ê, anh ơi, chậm lại anh ơi. Quá rồi, đi quá sâu rồi. Con quỷ này nó đi quá sâu rồi các bạn ơi. 18 triệu máu. Trời ơi, còn sao 20 triệu máu luôn rồi. Xong rồi. Lần này cụ đi rồi cụ ơi. Trời ơi, ớn sao nãy tuôn quá. Nói chung các bạn ơi, bây giờ có dùng cái tuyệt kỹ emergency các bạn, kéo được có một con về à. Con này nó đông quá rồi, đây nữa nè, nó đang tập trung đam nó xử này nè. Thì nói chung á, thì video trải nghiệm về cái đội hình trong cái sự kiện lock gồm có summon, gồm có mua bằng robot, với lại gồm có các bạn nhận miễn phí từ cái việc farm, nó cũng chỉ có như vậy thôi. Và chúng ta sẽ kết thúc ở quay thứ 104 các bạn ha. Nói chung là chúng ta thua ở quay 104 thì tính ra 103 đó. Rất cảm ơn các bạn đã xem video đến đây. Nếu thấy video này hay, nhớ like, nhớ đăng ký kênh giúp Bùm nhé. Bye bye. Ê quên, chưa được, quên, chưa quên, còn nha, còn các bạn ơi, quên emergency, còn cái đó, cái một con vô cái camera man temple chưa thua.
Ý xài đang định máy bay. Trời tiếc. Ý xài, ý xài. Mấy cái ông mà gọi là ở dưới bắt đầu thấy trời ơi trời thua rồi, mừng lắm đúng không? Tưởng là chiến thắng được bùm vui lóc rồi đó, cười cười vui hí 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 rồi. Đâu có. Chua. Còn lửa. Còn nữa nha các bạn, vẫn còn tới 105 nha. Ý xài, ý xài. Nhằm nho gì ba cái đồ yêu nãy là cái gì? Tạo content là cố tình giả bộ coi như là thua, cố tình giả bộ coi như là quay đó không được, quay đó không được thôi chứ. Biết trước, bùm biết trước là đi tới đó đó nghe. Là trong đầu dạch sẵn cái kịch bản rồi. Nhìn người ta tính đam, người ta tính đam, người ta tính kỹ. Ta biết là đi tới đó là coi như là hả còn lại ba con. Ba con thì một con lọt, rồi một con là chúng ta xử lý được. Rồi tới cái con gọi là con cuối cùng chúng ta thảy ngược nó trở về. Lẩm sao? Dễ, đơn giản, gì đâu. Còn quan trọng này là bỏ túi. Nè, bóc nè, bỏ túi. Trời, dễ, không có gì hết trơn. Cái này là đi tới quay 170 cho các bạn coi luôn. Quá đơn giản, quá dễ rồi. Trời ơi, nhầm nho gì. Đi đi, bơi đi, bơi lẹ đi, bơi gì chậm quá. Nè, ta sẵn sàng tao xì kiếp quay trước luôn, xì kiếp quay trước luôn. Ê, nữa rồi. Nữa rồi, thiên địch. Trời ơi, thiên địch. Trời ơi, mới thoát mấy con 104 giờ 106. Trời ơi, nữa rồi, giờ còn giai hình tinh kỳ nữa. Trời ơi, quỷ admin làm ra cái quay này mày làm ác dữ. Trời ơi, bây giờ lại ra chân quay còn chiêu. Gì vậy trời. Trời ơi, thiệt tình á. Khoan, rồi bán đây để mấy con giai hình tinh kỳ nữa nó quay lại nó tuôn cái đã. Thiệt tình luôn á, trời ơi, nó tức trong cái bụng á, trời. Rồi, qua đây nè. Cái quay này xử lý cũng hơi mệt nha các bạn. Quay này xử lý. Trời ơi. Ôi, đi quá đi rồi, đi quá sâu rồi. Ôi, ôi, thiệt tình đó. Mấy anh ơi, gán mấy anh ơi. Mấy anh cho em quà, gán giải quyết cái mấy cái con này cho em quà. Cái quay 106 này em gáy tiếp mấy anh ơi. Chứ em gáy ngắn quá, em gáy ít quá nó cũng kỳ lắm mấy anh, ngại lắm mấy anh. Cho tôi bớt đoạt đạn cái bắt đầu mình quay qua đây mình xây này nè. Cho mấy con giai hình tinh kỳ này nó tuôn vô quay qua đây tuôn nè các bạn. Đó, nó đỡ lại một xíu nè, nó đỡ được cái khúc nào đỡ khúc đó các bạn ơi. Rồi qua đây nè. Xây xác đây nè cho nó tuôn qua bên này nè. Cũng hơi rồi, xong rồi, quá trời máu rồi. Rồi mày máu nhiều vậy rồi ai làm gì mày nổi? Hả? Người ta máu nhiều, người ta đi hiến máu nhân đạo hay làm gì giúp đời để tự nhiên đi. Người ta máu nhiều tự nhiên đi làm toilet rồi thêm cái gì kìa, mấy cái róc kịch rồi bắt đầu hả đi tu người ta. Kỳ cục kìa chứ. Còn mấy thằng quỷ giai anh tên kỳ này nó. Trời ơi, gà người ta vô trong KFC rồi kia người ta ở đi. Ở chi ngoài này rồi tu một tiếng rồi tới đây rồi, kể cả xử lý được đống này cũng chưa chắc rồi, xử lý được đống này nữa. Quá wow, trời máu rồi, gà mà máu thì ghê vậy trời, gà gì sao mấy triệu máu, con gà nào mà như tụi mày không. Thôi thì đi được đến 106 thôi nha các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã xem video đến đây. Nhớ like, nhớ đăng ký kênh giúp mình nha. Hết rồi. Không có cái chuyện kịch bản gì đây cho nó. Lần này là chính xác là thôi.